Kính thưa quý Phật tử và các bạn, dù lý do khiến cho bạn phiền não là gì đi nữa, thì xin hãy tĩnh tâm lắng nghe lời Phật dạy đầy sâu sắc và ý nghĩa dưới đây, để chúng ta có thể sớm thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực và sống một đời bình an, hạnh phúc. Trong cuộc sống này, chúng ta khó tránh khỏi những bất đồng và hiểu lầm trong sinh hoạt hàng ngày, trong công việc cũng như trong các mối quan hệ gia đình. Tranh cãi xảy ra, ta có thể không kiềm chế được mà nổi nóng hay là nặng lời. Cho dù thắng hay thua trong cuộc tranh cãi, thì cuối cùng cũng không giữ được hòa khí, để rồi chúng ta bị tổn thương hoặc gây tổn thương cho người khác. Những cảm xúc tiêu cực như đau đớn, mất niềm tin, ân hận tìm đến. Nhưng lời nói ra rồi như bát nước hát đi, cho dù có ân hận bao nhiêu cũng đã quá muộn. Điều mà con người cần làm nhất là luôn biết giữ bình tĩnh trong mọi trường hợp, biết loại bỏ sân si, biết buông bỏ những gì khiến ta cảm thấy bất an. Theo lời Phật thì những phiền não của con người thường xoay quanh 12 chữ dưới đây: buông không đành, nghĩ không thông, nhìn không thấu, quên không được. Phật dạy rằng, trong lòng không khuyết thiếu gì thì được gọi là phú, được người khác cần đến thì được gọi là quý. Vui mừng, sảng khoái không phải là một loại tính cách mà là một loại năng lượng. Cách tháo gỡ phiền muộn tốt nhất chính là quên đi phiền muộn. Không tranh giành chính là từ bi. Không tranh cãi chính là trí tuệ. Không nghe chính là thanh tịnh. Không nhìn chính là tự tại. Tha thứ chính là giải thoát. Và biết đủ chính là buông. Con người sống trên đời vui buồn tùy lúc, nhưng nguyên nhân khiến không vui thì chủ yếu có ba thứ sau đây. Thứ nhất là quen phóng đại hạnh phúc của người khác. Thứ hai là quen phóng đại nỗi khổ của bản thân mình. Và thứ ba là quen mang nỗi khổ của bản thân mình ra so sánh với nỗi khổ của những người khác, đem khuyết điểm của mình ra so sánh với ưu điểm của người khác. Chính thái độ không hài lòng với bản thân mình, muốn hơn mà không chịu buông là nguyên nhân khiến cho con người cứ phiền não. Con người sống ở đời đừng quá khắt khe, làm việc không cần quá cầu hoàn mỹ, niềm vui không thể hưởng hết. Đối nhân xử thế nên hiểu có chừng mực, khoan dung với người cũng chính là cho mình một đường lui. Khi Đức Phật còn tại thế, Ngài có đặt một câu hỏi cho một vị sa môn là: tuổi thọ của con người thường kéo dài trong bao lâu? Sau đó một vị sa môn đã trả lời là chỉ dài bằng một hơi thở. Đức Phật nói: đúng vậy, ông là người hiểu đạo. Trích trong kinh Tứ Thập Nhị Chương. Hơi thở có phải là hơi, tức điều hòa khí tiết, giống như khi con người ta gặp chuyện phiền muộn, thường thở một hơi dài. Như vậy có thể phần nào giải phóng năng lượng tiêu cực. Hoặc ngược lại, cũng có thể hiểu là hơi thở ở đây chính là sự giác ngộ. Thở ra một hơi, không màng thế sự thường tình, vĩnh viễn bao bọc thân tâm trong an lành, trong giác ngộ, vĩnh viễn được thanh thản, vì không cần phải lo lắng, đắn đo. Dưới đây là những lời Phật dạy giúp cho chúng ta buông bỏ mọi phiền não trong cuộc sống. Hãy lắng nghe và làm theo bạn nhé. Thứ nhất là cuộc đời này không khó, chỉ có con người làm khó với nhau. Vì vậy là con người với nhau, chúng ta nên bao dung và tha thứ cho nhau để cùng nhau sống thật hạnh phúc hết kiếp người. Thứ hai, bởi chúng ta không thể thay đổi được thế giới xung quanh, cho nên chúng ta đành phải sửa đổi chính mình, đối diện với tất cả bằng lòng từ bi và tâm trí tuệ. Thứ ba, người thiện thì có hào quang sáng trắng, người ác thì có khí đen đúa hắc ám. Do đó,
làm thiện, làm ác đều tự nhiên hiện ra nơi hình tướng. Bạn có thể che mắt người, nhưng không thể che mắt được Phật, Bồ Tát và quỷ thần. Thứ tư, đạo không nằm trên bầu trời, mà đạo nằm trong tim của chúng ta. Thứ năm, cái chúng ta đang làm là kết quả của những gì ta nghĩ. Cái chúng ta nghĩ nằm trong niệm, và chính cái ta nghĩ làm nên niệm. Nếu như một người nói và hành động bởi một niệm ác, thì nỗi khổ bám theo anh ta như cái bánh xe bị con thú kéo đi. Nếu một người nói và hành động với một niệm lành, thì hạnh phúc sẽ đến với anh ấy như bóng với hình, chẳng bao giờ tách rời. Thứ sáu là, để có được một sức khỏe tốt, để có thể đem lại hạnh phúc cho gia đình nào đó, để đem bình an cho tất cả, thì người đó đầu tiên phải có nghị lực và phải làm chủ được suy nghĩ của mình. Nếu một người nào đó có thể làm chủ suy nghĩ, người đó có thể tìm thấy con đường giác ngộ, trí tuệ, và đức hạnh sẽ tự nhiên hiển lộ nơi người ấy. Thứ bảy, không có gì ghê gớm hơn thói quen hay là nghi hoặc. Nghi hoặc chia rẽ con người. Nó là chất độc làm gãy đổ tình bạn và làm tan vỡ những mối quan hệ tốt lành. Nó là cái gai gây phiền toái và gây đau nhức. Nó là cái lưỡi gươm gây chết người. Thứ tám, đừng ganh tị với những phẩm chất tốt của con người, nhưng hãy chấp nhận chúng bằng sự khâm phục của con. Thứ chín, để sống đúng một cuộc sống vô dị lợi, ta không cần xem ta tích trữ được những gì giữa cuộc sống vật chất phồn hoa này. Thứ mười là, một người bạn gian trá và xấu tính thì đáng sợ hơn cả một con thú hoang. Con thú hoang thì có thể làm tổn thương thân thể con, nhưng một người bạn như vậy sẽ làm tổn thương cả tâm trí của con. 11 là, không có đường đến hạnh phúc, mà hạnh phúc chính là con đường. 12. Trên bầu trời thì không thể phân biệt được đâu là hướng Tây, đâu là hướng Đông. Con người tạo ra những sự chia rẽ trong tâm trí của mình và tin rằng những điều ấy là đúng. 13. Đến là ngẫu nhiên, đi là tất nhiên, cho nên bạn cần phải tùy duyên mà hằng bất biến, bất biến mà hằng tùy duyên. 14. Từ bi là vũ khí tốt nhất của chính bạn. 15. Chỉ cần đối diện với hiện thực, bạn mới vượt qua được hiện thực. 16. Lương tâm là tòa án công bằng nhất của mọi người. Bạn dối người khác được, nhưng không bao giờ dối nổi lương tâm của mình. 18. Cảm ơn đời với những gì tôi đã có. Cảm ơn đời với những gì tôi không có. 19. Nói năng thì đừng có tánh châm chọc, đừng gây thương tổn, đừng khoe tài cán của mình, đừng phô điều xấu của người, tự nhiên sẽ quá địch thành bạn. 20. Nhân quả không nợ chúng ta thứ gì, cho nên đừng oán trách nó. Hạnh phúc ở trong tâm của ta. Nghĩ là hạnh phúc thì sẽ cảm thấy hạnh phúc, nghĩ là đau khổ thì sẽ cảm thấy đau khổ. Hạnh phúc chính là biết đủ, biết hài lòng với những gì mình có. Hay nói đúng hơn là hạnh phúc là biết mình thực sự cần cái gì và có được cái gì mình cần. Nụ cười tự nhiên thể hiện sự thân thiện, làm giảm sự căng thẳng trong giao tiếp. Một nụ cười chân thực từ trái tim sẽ khiến cho đối tác cảm thấy được chào đón, an tâm hơn và để lại trong lòng một cảm giác nồng ấm. Gương mặt tươi cười luôn là gương mặt dễ mến. Sau đây là những lời Phật dạy cười để có cuộc sống thêm tươi vui. Kính mời quý Phật tử và các bạn cùng nghe. Nụ cười làm cho con người trở nên cởi mở, bao dung và lạc quan yêu đời. Nụ cười nuôi dưỡng hạnh phúc trong gia đình
gây dựng thiện ý trong làm ăn, làm lớn mạnh tình bạn, mang đến sự thư giãn khi ta mỏi mệt, gây niềm hy vọng khi tuyệt vọng, và là ánh sáng khi ta tâm tối trong phiền muộn. Ai muốn luôn nhận được nụ cười, trước tiên phải là người ban phát chúng. Đó chính là một nghệ thuật sống giúp rút ngắn khoảng cách giữa hai tâm hồn. Trong công việc, con người khó đạt được thành công mỹ mãn với tâm trạng không vui. Nụ cười là liều thuốc bổ tự nhiên quý giá sẵn có, nhưng không phải ai cũng biết tận dụng nó. Nụ cười làm khuôn mặt chúng ta dễ mến hơn, giúp thư giãn, giảm căng thẳng, làm tan đi nỗi bực mình, buồn phiền. Nụ cười làm tăng tiết các hormone có ích như endorphin giúp giảm đau, serotonin giúp điều hòa tâm trạng, dẫn đến việc tăng sức đề kháng, tăng số lượng và hoạt động của các kháng thể. Đồng thời làm giảm cortisol có tác hại cho sức khỏe, làm teo tế bào thần kinh. Nụ cười còn giúp tăng tần số hô hấp, cải thiện chức năng phổi, có tác dụng tốt với huyết áp và kích thích nhiều vùng não bộ. Người ta thường nói, có hàng trăm ngôn ngữ trên thế giới, nhưng nụ cười thể hiện tất cả các ngôn ngữ đó. Khi bạn mỉm cười với người nào đó, thì 9 trên 10 lần người ấy sẽ mỉm cười lại với bạn. Và như vậy, bạn đã tặng cho bản thân và người kia một liều thuốc bổ, làm cho ngày hôm ấy cả hai người sáng tươi và tốt đẹp hơn. Herbert Samuel nói một cách hình tượng là thế giới giống như một tấm gương. Bạn nhăn mặt với nó nhăn mặt với bạn. Bạn mỉm cười với nó cũng mỉm cười với bạn. Theo quan điểm của bác sĩ người Ấn Độ Madan Kataria, cha đẻ của trường phái yoga cười với hơn 6.000 câu lạc bộ ở nhiều nước trên thế giới và cả ở Việt Nam. Khi cười, bạn thay đổi chính bạn. Khi bạn thay đổi thế giới. Trong cuộc sống có nhiều thứ cần phải dè sẻn, nhưng đừng dè sẻn nụ cười. Câu nói quen thuộc trong dân gian, một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ đã phần nào thể hiện được ý nghĩa của nụ cười. Tuy nhiên, nụ cười có rất nhiều năng lực khác khiến cho bạn phải bất ngờ. Trong guồng quay của cuộc sống, nụ cười có thể thay cho hàng ngàn lời hoa mỹ, trở thành một sợi dây vô hình kết nối mọi người lại gần với nhau hơn, xóa bỏ đi những khoảng cách và mâu thuẫn. Hơn nữa, nụ cười vui vẻ còn tiếp thêm cho chúng ta một động lực mạnh mẽ để có niềm tin hơn vào cuộc sống này. Nụ cười không chỉ là một phản xạ có điều kiện, mà còn thể hiện trạng thái hay cảm xúc vui mừng hài lòng với một điều gì đó của con người. Đấy cũng là phương thức biểu đạt của ngôn ngữ cơ thể, giúp tạo cảm giác thoải mái, gần gũi và niềm tin với người khác. Tuy nhiên, không phải cứ cười là vui vẻ và hạnh phúc. Đôi khi nụ cười cũng thể hiện những cay đắng và đau khổ mà một người phải trải qua. Dưới đây là những nụ cười phổ biến nhất. Cười hạnh phúc thể hiện sự vui vẻ, hài lòng với một người hoặc một sự việc nào đó. Cười mỉm, đó là nụ cười nhẹ nhàng. Cười lớn cho thấy sự sảng khoái và hạnh phúc. Cười cay đắng thể hiện sự mỉa mai đối với chính bản thân mình hay cuộc sống, thường kèm với ánh mắt buồn hoặc ướt át. Cười giả trân, đó là nụ cười gượng ép. Cười khinh bỉ thể hiện sự khinh thường người khác. Cười vui vẻ nói lên tâm trạng thoải mái, vô ưu, vô lo. Vai trò của nụ cười trong cuộc sống. Vai trò tác dụng của nụ cười trong cuộc sống của con người là rất lớn, đặc biệt là về mặt tinh thần. Chúng sẽ giải phóng hormone endorphin và serotonin, giúp cho bạn cảm thấy hạnh phúc và khỏe mạnh hơn. Khi bạn cười, niềm vui sẽ được lan tỏa tới mọi người xung quanh. Thậm chí thiên nhiên và vạn vật xung quanh bạn cũng có thể cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc đó. Nhờ vậy, cuộc sống sẽ trở nên tươi vui hơn, mọi mệt mỏi và buồn chán đều có thể dễ dàng được xua tan. Bên cạnh đó,
tác dụng của nụ cười trong cuộc sống, còn thể hiện ở vấn đề sức khỏe. Nụ cười sẽ giảm đi kích thích tố căng thẳng, giúp tăng tế bào miễn dịch và kháng thể, chống vi khuẩn gây hại. Do đó, các chức năng của hệ thống miễn dịch sẽ dần được cải thiện, giúp ngăn chặn các bệnh lý như cảm cúm, sốt. Ý nghĩa của nụ cười trong cuộc sống. Cuộc sống của chúng ta không thể thiếu nụ cười, vì nó mang lại hạnh phúc và sức khỏe to lớn. Nụ cười thể hiện niềm vui, giúp chúng ta hạnh phúc và khỏe mạnh, những điều quý giá nhất trong cuộc sống, và là cầu nối để chia sẻ hạnh phúc với mọi người xung quanh. Đặc biệt, nụ cười có ý nghĩa rất quan trọng trong kinh doanh, giao tiếp, công việc và góp phần thể hiện tình cảm, tính cách của một người. Ý nghĩa nụ cười trong kinh doanh. Nụ cười là bí quyết thắng lợi trong các cuộc thương thảo, ngay cả đối với những cuộc trao đổi ở cửa hàng tạp hóa nhỏ nhất. Nghiên cứu tại Đại học Bangu cho biết, một người sẵn sàng rút ví trả thêm tiền hoặc chốt đơn nhanh hơn nếu nhân viên bán hàng luôn nở nụ cười thật tươi. Điều đó cho thấy ý nghĩa của nụ cười vô cùng quan trọng trong kinh doanh. Hay nói cách khác là số tiền bạn có được từ khách hàng chính là một phần tiền thưởng nhờ nụ cười thân thiện và sự mến khách. Ý nghĩa của nụ cười trong giao tiếp. Nghiên cứu của một trường đại học ở Anh đã chỉ ra rằng, trong những cuộc hội thoại ngắn, mọi người thường trao đổi từ 10 đến 20 nụ cười với nhau. Đây có lẽ là một con số khiến bạn bất ngờ, nhưng chúng góp phần quan trọng kết nối mọi người sát lại gần nhau. Bạn cười nhiều chứng tỏ cuộc giao tiếp đó đã thành công và mọi người dần trở nên thân thiết hơn. Đặc biệt, tiếng cười còn giống như một lời chào thân thiện, giúp người đối diện có thiện cảm với bạn chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Ý nghĩa của nụ cười trong hiệu quả công việc. Những người cười nhiều sẽ tăng năng suất lao động và khả năng sáng tạo hơn so với những người thường xuyên u sầu và cao có. Hơn nữa, những người vui tính thường có khả năng trở thành nhà lãnh đạo giỏi nhiều hơn. Nụ cười làm tăng thêm sự tin tưởng với đồng nghiệp hơn là những người luôn cứng nhắc và nghiêm nghị. Với các nhà lãnh đạo, nụ cười có thể thúc đẩy tinh thần và gắn kết các thành viên trong nhóm để cho ra những sản phẩm chất lượng tốt. Nụ cười thể hiện cảm xúc và tính cách rõ ràng. Như những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ trong phần trên, có rất nhiều kiểu cười trong cuộc sống như là cười mỉm nhẹ nhàng, cười hạnh phúc, cười nhếch mép. Mỗi nụ cười mang một ý nghĩa khác nhau. Nhìn vào nụ cười, mọi người có thể đánh giá thái độ và tính cách của bạn. Thí dụ, nếu bạn chỉ cười mỉm, vô hồn, thì có thể bị mọi người nghĩ đó là điều cười giả tạo và gượng gạo. Hoặc với những người có kiểu cười nhếch mép thì thường hay đố kỵ và coi thường người khác. Chính vì vậy, bạn nên điều chỉnh nụ cười của mình sao cho đẹp nhất, vừa thể hiện cá tính của bản thân, vừa không gây ấn tượng xấu với những người xung quanh. Giá trị của nụ cười lớn như thế nào? Một nụ cười đem đến rất nhiều giá trị lớn như giúp tinh thần phấn chấn, suy nghĩ lạc quan hơn, cải thiện sức khỏe, thể chất, trông gầy, trẻ trung hơn, nâng cao tuổi thọ và duy trì cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Giá trị của nụ cười giúp tinh thần phấn chấn hơn. Khi cười, não bộ của bạn sẽ tiết ra endorphin, làm giảm đi sự căng thẳng và giúp tâm trạng tốt hơn. Nếu như bạn stress hay có chuyện buồn, hãy ngồi thư giãn trên ghế, hít một hơi thật sâu và nở một nụ cười nhẹ nhàng. Điều đó sẽ giúp cho những phiền muộn của bạn dần dần biến mất. Dù chỉ là một nụ cười gượng, nhưng nó cũng là một cách vô cùng tốt để đánh lừa não bộ, giúp nó nhận biết rằng bạn đang cảm thấy hạnh phúc. Từ đó tâm trạng của bạn sẽ được cải thiện hơn rất nhiều. Nụ cười mang lại suy nghĩ lạc quan hơn. Nụ cười sẽ khiến cho bạn có suy nghĩ lạc quan, vui vẻ và nhìn mọi thứ theo hướng tích cực hơn. Nếu bạn buồn chán,
mọi vấn đề đều rất khó được giải quyết theo hướng tốt nhất. Sau khi có tâm trạng tốt, bạn hãy suy nghĩ về mọi vấn đề đã xảy ra, tìm nguyên nhân và bình tĩnh tháo gỡ nó. Thêm một câu chuyện truyền cảm hứng thực tế đến từ tỷ phú Hyland Sandes, cha đẻ của thương hiệu gà rán KFC. Cuộc đời đen đủi liên tục bám lấy ông. Từ khi 6 tuổi, ông đã mất cha. Năm 18 tuổi, kết hôn, nhưng bị vợ ly hôn và giành quyền nuôi con. Công việc của ông cũng rất bấp bênh, ngay cả những việc nặng nhọc và vất vả nhất ông đều đã làm qua. Đến khi chế biến ra công thức gà rán KFC, ông cũng vấp phải 1.009 lần từ chối của các cửa hàng. Chính nhờ sự lạc quan và ý chí nghị lực, ông đã có thương hiệu gà rán của riêng mình và được cả thế giới ưa chuộng. Logo thương hiệu của công ty chính là hình ảnh của ông, luôn nở nụ cười để nhắn gửi về những ý nghĩa của nụ cười trong cuộc sống đến với mọi người. Cho dù bạn có tuyệt vọng đến đâu, hãy nở một nụ cười và đi tiếp, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Giá trị của nụ cười hỗ trợ cải thiện sức khỏe và thể chất. Nghiên cứu của một trường đại học tại Hàn Quốc năm 2012 chỉ ra rằng nếu như sô-cô-la giúp giảm cholesterol, bảo vệ chức năng não, giảm huyết áp, cải thiện bệnh đái tháo đường, ngăn ngừa đông máu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, thì một nụ cười có tác dụng cao gấp rất nhiều lần. Nụ cười giống như một loại thuốc để tăng sức đề kháng và giảm đau nhức cơ thể. Ngay cả khi mệt mỏi, bạn hãy cố gắng cười thật nhiều để đem đến một nguồn năng lượng mới giúp cơ thể nhanh chóng khỏe mạnh. Mỉm cười khiến bạn trông gầy và trẻ hơn. Khi cười nhiều, cơ mặt sẽ được nâng lên hơn, giúp bạn xóa bỏ những nếp nhăn và dấu hiệu chải xệ do lão hóa. Nhờ vậy, bạn có thể níu giữ tuổi thanh xuân của mình mà không cần tốn quá nhiều tiền để thẩm mỹ. Không chỉ đem đến tinh thần sảng khoái, tiếng cười còn giúp bạn đốt cháy một năng lượng calo đáng kể, nên hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Nhờ việc cười, bạn có thể đốt cháy được từ 100 đến 120 calo trong vòng 1 tiếng. Nghiên cứu của Đại học Missouri đã khảo sát 960 người ở độ tuổi từ 30 đến 65. Kết quả cho thấy rằng phần lớn những người hay cười hoặc không thường xuyên cau mày trông sẽ trẻ và gầy hơn. Nâng cao tuổi thọ và duy trì cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Theo một nghiên cứu khoa học của Mỹ vào năm 2020, những người nở nụ cười sẽ có tuổi thọ trung bình khoảng 80 năm. Trong khi đó, người không hay cười chỉ thọ khoảng 72,9 năm. Ngoài ra, nụ cười cũng giúp cho cuộc sống hôn nhân lâu bền và hạnh phúc hơn. Bạn có thể dễ dàng hòa giải và hài lòng với cuộc sống với đối phương. Ngược lại, việc câu có buồn rầu chỉ khiến cho cuộc sống của cả hai bên thêm mệt mỏi mà thôi. Tiếp theo chương trình, mời quý Phật tử và các bạn cùng nghe 4 quy tắc tâm linh của người Ấn Độ. Cuộc sống muôn hình vạn trạng, thiên biến vạn hóa. Bạn có thể từng gặp qua rất nhiều người, trải qua nhiều khoảnh khắc, nghĩ ra nhiều tình huống sự thế. Nhưng với người Ấn Độ, họ nằm lòng chỉ với 4 nguyên tắc tâm linh sau đây. Quy tắc đầu tiên, bất cứ người nào bạn gặp cũng đúng là người mà bạn phải cần gặp. Điều này có nghĩa rằng không ai xuất hiện trong cuộc đời chúng ta một cách tình cờ. Mỗi người xung quanh chúng ta, bất cứ ai chúng ta giao lưu, gặp gỡ đều đại diện cho một điều gì đó. Có thể là dạy cho chúng ta điều gì đó hoặc giúp chúng ta cải thiện tình hình hiện tại. Vì vậy hãy tôn trọng và coi trọng những người mà chúng ta gặp gỡ. Quy tắc thứ hai là bất cứ điều gì xảy ra thì đó chính là điều nên xảy ra. Không có điều gì tuyệt đối, không có điều gì chúng ta trải nghiệm lại nên khác đi cả, thậm chí cả với những điều nhỏ nhặt ít quan trọng nhất. Không có, nếu như tôi đã làm điều đó khác đi, thì nó hẳn đã khác đi. Những gì đã xảy ra chính là những gì nên xảy ra,
và phải xảy ra, giúp chúng ta có thêm bài học để tiến bước về phía trước. Bất kỳ tình huống nào trong cuộc đời mà chúng ta đối mặt đều tuyệt đối hoàn hảo, thậm chí cả khi nó thách thức sự hiểu biết và bản ngã của chúng ta. Quy tắc thứ ba là trong mọi khoảnh khắc, mọi thứ bắt đầu vào đúng thời điểm, không sớm hơn hay muộn hơn. Khi chúng ta sẵn sàng cho nó, cho điều gì đó mới mẻ trong cuộc đời mình, thì nó sẽ có đó, sẵn sàng để bắt đầu. Quy tắc thứ tư, những gì đã qua, cho qua. Quy tắc này rất đơn giản. Khi điều gì đó trong cuộc sống của chúng ta kết thúc thì có nghĩa là nó đã giúp ích xong cho sự tiến hóa của chúng ta. Đó là lý do tại sao để làm phong phú thêm trải nghiệm của mình. Tốt hơn hết là chúng ta hãy buông bỏ và tiếp tục cuộc hành trình của mình. Tôi nghĩ là không phải tình cờ mà bạn đang nghe hay là đang đọc những vấn đề này. Nếu bài viết này đánh động tâm hồn của bạn, đó là bởi bạn đáp ứng được những yêu cầu và hiểu rằng không một bông tuyết nào lại tình cờ rơi xuống sai chỗ cả. Hãy đối xử tốt với chính bản thân bạn. Hãy yêu thương với tất cả tâm hồn của bạn. Hãy luôn hạnh phúc. Vấn đề tiếp theo đó là yêu thương ai là phải làm cho người ta bớt khổ. Thưa quý vị và các bạn, từ ngàn xưa đến nay, tình yêu luôn là mối quan tâm của con người và ngàn năm sau vẫn vậy. Tuy nhiên, yêu thương như thế nào để có hạnh phúc dài lâu thì không phải người nào cũng hiểu được. Ngẫm những lời Phật dạy dưới đây có thể giúp cho chúng ta chọn cho mình một cuộc sống hạnh phúc. Có hiểu mới có thương. Phật dạy rằng có hiểu mới có thương. Tình yêu phải được xây dựng trên cơ sở của sự hiểu biết. Trong đạo Phật, từ bi gắn liền với trí tuệ. Không hiểu không thể thương yêu sâu sắc. Không hiểu không thể thương yêu đích thực. Hiểu chính là nền tảng của tình thương yêu. Mỗi con người đều có những nỗi niềm, những khổ đau, bức xúc riêng. Nếu không hiểu, không thương mà giận hờn trách móc, không hiểu tình thương của mình sẽ làm cho người khác ngột ngạt. Không hiểu sẽ làm người mình thương đau khổ suốt đời. Trong cõi đời này, nhân danh tình thương, người ta làm khổ nhau. Chuyện đó vẫn thường xảy ra. Được hiểu và được thương vốn là một nhu cầu muôn đời của con người. Nhiều người thường cảm thấy không ai hiểu mình. Họ đói thương đói hiểu. Họ thơ thẩn lang thang trong cuộc đời, tìm người hiểu mình thương mình. Gặp được người hiểu mình thương mình là may mắn lớn của cuộc đời này. Tình yêu nảy nở lớn lên từ đó. Vậy nên có hiểu mới có thương là nguyên tắc chọn người yêu, chọn chồng chọn vợ theo quan điểm của Phật giáo. Dù người ta có đẹp, có giàu đến đâu, nhưng không hiểu mình sẽ làm mình khổ suốt đời. Hôn nhân có thể mở ra những con đường hoa hồng, nhưng cũng có thể mở ra cánh cửa tù ngục. Chọn vợ, chọn chồng là một sự mạo hiểm lớn. Hãy cẩn thận nếu không muốn chọn án tù chung thân cho cuộc đời mình. Vì vậy, chọn người hiểu mình và thương mình, hãy nhớ đó là nguyên tắc tìm người tri kỷ trong cuộc đời. Phải đủ 4 yếu tố, đó là từ bi hỷ xả. Phật dạy về tình yêu rất sâu sắc. Tình yêu phải hội tụ đủ 4 yếu tố từ bi hỷ xả. Từ là khả năng hiến tặng hạnh phúc cho người mình yêu. Yêu thương không phải là vấn đề hưởng thụ. Yêu thương là hiến tặng. Tình thương mà không đem đến hạnh phúc cho người yêu không phải là tình thương đích thực. Yêu mà làm khổ cho nhau thì không phải là tình yêu. Có những người yêu nhau ngày nào cũng khổ. Đó là tình yêu hệ lụy, chỉ mang tới sự khổ đau. Yêu thương ai đó thực sự có nghĩa là làm cho người ta hạnh phúc mỗi ngày. Bi là khả năng người ta lấy cái khổ ra khỏi mình. Mình đã khổ, người ta làm cho khổ thêm, đó không thể là tình yêu đích thực. Còn gì cho nhau nếu chỉ có đau khổ tuyệt vọng? Người yêu mình phải là người biết chia sẻ, biết xoa dịu,
làm vơi bớt nỗi khổ của mình trong cuộc đời. Như vậy, từ bi theo Phật dạy là khả năng đem lại hạnh phúc cho nhau. Yêu thương ai là phải làm cho người ta bớt khổ, nếu không chỉ là đam mê say đắm nhất thời, không phải là tình yêu đích thực. Từ bi trong tình yêu không phải tự dưng mà có, phải học tập, phải tu tập, cần nhiều thời gian để quan sát, để lắng nghe, để thấu hiểu những nỗi khổ niềm đau của người yêu, để giúp người ta vượt qua, tháo gỡ, bớt khổ đau, thêm hạnh phúc. Hỷ là niềm vui. Tình yêu chân thực là phải làm cho cả hai điều vui. Dấu ấn của tình yêu đích thực là niềm vui. Càng yêu càng vui, niềm vui lớn, cả gia đình hạnh phúc, cuộc nhân duyên như thế là thành công. Xả là không phân biệt kỳ thị trong tình yêu. Mình yêu ai, hạnh phúc của người ta là hạnh phúc của mình, khó khăn của người ta là của mình, khổ đau của người ta là của mình. Không thể nói đây là vấn đề của em, của anh, em hay là anh sáng chịu. Khi yêu, hai người không phải là hai thực thể riêng biệt nữa. Hạnh phúc, khổ đau không còn là vấn đề cá nhân. Tất cả những gì mình phải làm, coi đó là vấn đề của hai người. Chuyển hóa nỗi khổ đau, làm lớn thêm hạnh phúc. Cầu lúc lâm chung không bệnh khổ, có cầu được hay không? Nhất định có thể được. Cầu lúc lâm chung, đứng mà giảng sanh cũng có thể được. Một là lúc lâm chung tự tại, không chút bệnh khổ. Hay là như vậy để khuyến khích tâm nguyện của người khác, làm cho người ta nhìn thấy chúng ta ra đi như vậy, họ cũng sẽ sanh tính tâm kiên định với pháp môn niệm Phật. Đây chính là hóa tha. Đó là nội dung chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý Phật tử và các bạn xung quanh vấn đề người niệm Phật nên cầu điều gì. Tự hành hóa tha đều làm được rốt ráo viên mãn. Chúng ta không cầu thứ gì khác trên đời này, chỉ cầu một việc này, nhất định giảng sanh. Nói thật ra, phải tự giảng sanh, đừng bị bệnh tật. Bệnh tật thì không đảm bảo. Thực sự giảng sanh thì không có bệnh. Ngồi mà đi, đứng mà đi, biết trước ngày giờ, biết lúc nào Phật đến tiếp dẫn mới là chắc chắn giảng sanh. Hôm nay chúng ta cầu điều này, có thể cầu được hay không? Nhất định là cầu được. Chỉ cần bạn làm được những điều trong kinh dạy thì không có gì mà không cầu được. Đây là sự thật. Chúng ta học Phật, tương lai giảng sanh, nếu có bệnh thì khó coi cho lắm. Người ta đứng giảng sanh, ngồi giảng sanh. Chúng ta không thể đứng giảng sanh thì cũng phải ngồi giảng sanh. Hết sức rõ ràng, vô cùng minh bạch. Không có bệnh mà đi thì mới không phụ lòng của Phật. Bạn chỉ cần tu học theo lý luận, phương pháp trong bộ kinh này thì chắc chắn làm được việc đó. Nói thật ra là danh văn lợi dưỡng thế gian, tất cả sự giàu sang, người thông minh đều không cần, mà cần có sức khỏe và sống lâu. Bản thân phải không sanh bệnh. Trong Phật môn có rất nhiều người lúc chết không sanh bệnh, lúc giảng sanh đứng mà đi, ngồi mà ra đi. Trước khi ra đi còn chuyện trò vui vẻ với mọi người, sau khi trò chuyện xong thì nói với mọi người: tôi phải đi rồi, các bạn niệm Phật tiễn tôi. Niệm chưa đến 10 phút, 15 phút thì ra đi rồi, tự tại biết bao. Phải dựa vào cái gì? Đem tất cả thiện căn đều hồi hướng cầu sanh Tây Phương. Ở thế gian thì cầu khỏe mạnh sống lâu, những cái khác đều không cần. Vị đệ tử của lão Pháp Sư Đế Nhạn sau khi vãng sanh đã đứng 3 ngày, lão hòa thượng mới làm hậu sự cho ông ấy. Người này không biết chữ, ông ta có hoằng pháp không? Hành trình của ông chính là hoằng pháp. Ông hiện thân nói pháp, đấy là dùng chiêu lâm chung. Thì ra niệm Phật dễ như vậy. Niệm mệt rồi thì nghỉ,
nghĩ khỏe rồi lại niệm. Ông ta làm mẫu cho chúng ta xem. Chúng ta có thể học được điểm này thì hiệu quả còn thù thắng hơn đọc Đại Tạng Kinh, lợi ích còn lớn hơn. Nghe được câu chuyện của ông ấy, tĩnh tâm chúng ta kiên định, một chút nghi ngờ cũng không có. Ông ấy làm tấm gương cho chúng ta, hiện thân nói pháp. Ông ta có thành tựu như vậy, chúng ta ai ai cũng đều có thể thành tựu giống y như vậy. Then chốt ở đâu? Tâm ông ấy thanh tịnh. Lão thực niệm Phật, niệm mệt rồi thì nghỉ, nghỉ khỏe rồi lại niệm. Cả ngày từ sáng đến tối, ngoài A-di-đà Phật ra, không có vọng niệm, không có phân biệt chấp trước. Còn chúng ta thì, ngoài một câu A-di-đà Phật này ra, còn suy nghĩ đủ thứ, còn thêm tham, sân, si, mạng, danh lợi dưỡng, vậy là tiêu rồi. Thực sự có thể buông xả hết ngũ dục lục trần, danh văn lợi dưỡng, giống như ông ấy. Nhất hướng chuyên niệm, thành tựu chắc chắn không thua gì ông ấy. Người sáng lập niệm Phật đoàn Liên Hữu ở Đài Bắc trước đây, lão cư sĩ Lý Tế Hoa. Ông này giảng sanh, ngày ông giảng sanh, ông ấy cùng vợ ngồi xe xích lô tới tham gia hội công tu tại niệm Phật đoàn. Trên xe, lão cư sĩ nói với vợ rằng: "Tôi sẽ giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Bà ở lại một mình có cảm thấy cô quạnh không?" Vợ ông lại không biết hôm đó ông giảng sanh, vì thế trả lời rất hùng hồn: "Giảng sanh là việc tốt, ông có thể giảng sanh thì đừng lo cho tôi nữa." Người vợ đồng ý rồi. Hôm đó đến lượt ông Ngụy giảng khai thị. Ông nói với ông Ngụy: "Hai người chúng ta đổi lại một chút, hôm nay để tôi giảng." Ông lên bục giảng được một tiếng rưỡi, hết sức khẩn thiết, khuyến khích mọi người niệm Phật giảng sanh tịnh độ. Sau khi giảng xong thì cáo từ mọi người, nói phải về nhà rồi. Lão cư sĩ đã hơn 80 tuổi, giảng một tiếng rưỡi. Mọi người nghĩ là ông ấy mệt rồi, phải về nhà nghỉ ngơi. Không ngờ ông ấy bước xuống bục, vừa ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách thì giảng sanh rồi. Ông ấy về nhà Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đây là câu chuyện mà quý đồng tu lúc đó tham gia niệm Phật tận mắt nhìn thấy. Lúc đó tôi ở Đài Trung, cư sĩ từ tỉnh dân làm phóng viên báo Tân Sanh ở Đài Bắc cũng có tham gia hội niệm Phật. Hôm sau viết thư gửi nói cho tôi biết niệm Phật giảng sanh là thật không hề giả, ông ta tận mắt nhìn thấy. Sau đây là 6 hành động giải thoát theo quan điểm của Phật giáo. Người theo Phật giáo là một người không chỉ muốn sống tốt mà còn muốn đạt tới giác ngộ và giải thoát. Con đường ngắn nhất để đạt tới đích này là xem tất cả mọi người cũng là những vị Phật và hành động giống như là một vị Phật, cho tới khi bản thân thực sự trở thành một vị Phật. Sống trong một xã hội luôn luôn mang tới cho chúng ta những thử thách và yêu cầu mới. Những gì xung quanh chúng ta chuyển biến rất nhanh. Những chuyển biến này giúp thiết lập một định hướng cho đời sống hàng ngày của chúng ta. 6 hành động giải thoát. Paramita, còn gọi là Ba La Mật Đa, được Đức Phật dạy chỉ ra bằng cách nào mà một người với động lực chính đáng có thể hành động một cách khéo léo vì lợi ích của tất cả chúng sanh và biến cuộc sống đời thường thành có ý nghĩa, hướng tới giác ngộ và giải thoát. Một mặt, các Ba La Mật Đa là một chỉ dẫn cho chúng ta cách chuyển biến những hoàn cảnh đời thường thành có ý nghĩa. Mặt khác, chúng ta phản chiếu lên chúng ta bằng cách triệt tiêu những khuôn mẫu thói quen và tự coi mình là trung tâm. Bởi vì điều cuối cùng đánh bẫy hoặc giải thoát chúng ta là con đường mà chúng ta giải quyết những suy nghĩ và cảm xúc của mình. Nếu mọi người cố gắng để duy trì thái độ tò mò và nhớ tự cười bản thân trong khi điều phục tâm mình,
người đó sẽ tạo nên những khám phá đầy kinh ngạc. Một người không chỉ càng lúc càng thường nghỉ ngơi một cách hạnh phúc trong cuộc đời, mà còn thực sự tận hưởng đời sống đầy ý nghĩa, vượt lên trên cả vùng thoải mái của bản thân. Thứ nhất là lòng tốt. Nói chung, bố thí là nền tảng căn bản cho tất cả mọi sự phát triển. Nó là sự thừa nhận cao nhất của mối tương quan của chúng ta và là một biểu hiện cho Phật tính của chúng ta. Nó bắt đầu với một nụ cười và một cái ôm mà chúng ta dành cho bạn đời của mình và cũng là rất thật cho sự phát triển của chúng ta khi chúng ta từ bỏ những góc nhìn cũ kỹ. Chúng ta có thói quen nắm chặt lấy tất cả mọi thứ, bao gồm vật chất, cảm xúc và trải nghiệm của chúng ta, hoặc ý tưởng của chúng ta về bản thân, về người khác và về thế giới. Thật ra, thay vì làm cho chúng ta hoặc người khác trở nên nhỏ bé, chúng ta có thể chỉ cần từ bỏ những khái niệm về chúng ta, về người khác. Chừng nào chúng ta còn đấu tranh, chống lại cuộc đời, thay vì khám phá nó theo một cách tò mò và không sợ hãi, thì chúng ta không còn nhận ra rằng tất cả chúng sinh là giống nhau trên con đường tìm kiếm hạnh phúc, và rằng mọi thứ bản thân nó đã rất phong phú và đầy tiềm năng. Ngay khi chúng ta nhận ra bản chất căn bản của chúng ta là tâm từ bi thay vì gây gổ, mối quan hệ của chúng ta với thế giới thay đổi hoàn toàn. Chúng ta nhận nhiều và nhiều hơn nữa niềm tin vào những giá trị tốt bẩm sinh của mỗi người, và chúng ta phát triển nhiều và nhiều hơn nữa tâm từ bi thực tế. Từ đó, lòng tốt trở nên tự biểu lộ. Một người sẵn sàng cho đi, chia sẻ và từ bỏ là những người đã bắt đầu trở nên hạnh phúc hơn. Một người cho đi một cách tự tin những vật phẩm cảm xúc tốt, thí dụ như là sự thân thiết, bảo vệ và thời gian cho mọi người, hoặc những kiến thức giải thoát. Ở đây điều quan trọng là không phá hỏng sự cởi mở được tạo nên từ lòng tốt và những mối liên hệ tốt bằng việc thực hiện những hành động xấu và gặt hái những hậu quả khó chịu. Thứ hai là thái độ cư xử với mọi người. Để thực hành chống lại những thói quen xấu, một người cần cải thiện thái độ cư xử với mọi người. Không có hy vọng có hạnh phúc và mãn nguyện nếu không từ bỏ những thái độ tiêu cực. Trách nhiệm của chính chúng ta là phải tạo ra nguồn gốc của hạnh phúc. Nếu chúng ta hiểu rằng thái độ chánh niệm dựa trên tình thương và lòng từ bi là nền tảng cho những ấn tượng và kinh nghiệm tốt đẹp trong tâm của chúng ta, thì chúng ta bắt đầu hành xử, nói năng và suy nghĩ một cách có ý thức. Khi cân nhắc 10 điều răn của Phật về thân khẩu ý, chúng ta thích nghĩ tới những giây phút phi thường, nhưng chúng ta hoàn toàn bỏ lỡ mất những khả năng nhỏ trong đời sống hàng ngày để thực hành và phát triển. Nếu cần phải bảo vệ người khác, chúng ta thích tưởng tượng ra những hình ảnh anh hùng và quên mất rằng cần phải đảm bảo rằng mọi người đều khỏe mạnh và đã đội nón bảo hiểm đi xe máy. Trong thế giới dư thừa vật chất, cần phải có một sự am hiểu sáng suốt về người khác để có thể cho họ cái mà họ thực sự cần. Đồng thời, nếu một người tôn trọng không gian và đồ đạc cá nhân của người khác, người đó đã tiến bộ được rất nhiều. Hành động có ý nghĩa thứ ba là trao tặng yêu thương tại nơi cần điều đó mà không làm hỏng mối quan hệ đối tác. Bốn mặt tích cực của lời nói là nói sự thật hoặc giữ im lặng, đưa mọi người xích lại gần nhau hoặc hỗ trợ mọi người bên nhau, nói năng một cách có suy nghĩ và có sự tôn trọng dành cho mọi người, và cuối cùng là nói chuyện một cách có ý nghĩa để hỗ trợ người khác khám phá thế giới, để từ đó họ đạt tới những hạnh phúc và ý nghĩa lớn lao hơn. Khi chuyển hóa tâm mình, một người phát triển lòng tự tin và ước mong điều tốt cho tất cả mọi người hoặc hạnh phúc về những gì mà người khác đã đạt được và bất kỳ điều gì
có ý nghĩa mà họ đang làm, và một người cố gắng hơn nữa để suy nghĩ một cách logic, để hiểu nguyên lý của luật nhân quả và để nhận thấy sự phong phú không giới hạn trong vạn vật. Một cách căn bản, 10 hành động tích cực là những hành động nhìn xa trông rộng và là phổ biến. Chúng thể hiện lòng can đảm, tính linh động và không cứng nhắc, hoặc không sự tự xem mình là đúng. Ở đây, điều quan trọng là thái độ hoặc mục đích xác định phẩm chất của hành động. Thứ ba là sự kiên nhẫn. Để không đánh bạc một cách thiếu suy nghĩ, những vật chất và các điều kiện tốt cần thiết cho sự phát triển, mà thay vào đó có thể nắm chắc chúng trong dài hạn, cần phải có kiên nhẫn. Sự giận dữ và ghen ghét là những cản trở lớn nhất. Một người tràn đầy hận thù và giận dữ sẽ không thể gieo trồng hạnh phúc trong dài hạn. Vì nếu chúng ta nhân nhượng, thì chỉ trong ít phút, nó sẽ phá hỏng những ấn tượng tốt đẹp đã được nỗ lực xây dựng trong một thời gian dài. Chỉ những ai xóa bỏ được giận hờn và đam mê mới có thể luôn luôn hạnh phúc tại giờ phút này và sau này. Kiên nhẫn không phải là kéo dài một điều gì đó hoặc chịu đựng một cách lặng lẽ ở góc nhà, mà là ngồi một cách can đảm giữa ngọn lửa hoặc duy trì được sự an lạc trong nội tâm và tạo cho mọi thứ và cho chúng ta một khoảng không gian và thời gian. Cuối cùng, tùy thuộc vào cách nhìn của chúng ta và bằng những điều chúng ta trải nghiệm là thiên đường hay địa ngục. Bằng cách không xem hận thù là nghiêm trọng, một người để cho cảm xúc này hòa vào không gian rộng mở và nhận thức rằng mọi thứ mang tới đau khổ ít có ý nghĩa hơn. Khi phải đối mặt với một hoàn cảnh khó khăn và mâu thuẫn, một người nên đợi cho tới khi gặp điều kiện thuận lợi và ngăn chặn một cách tuyệt đối những giận hờn, phẫn nộ, buồn chán trước khi hành động. Để có thể hành động một cách kiên định trong hoàn cảnh khó khăn và chấp nhận một cách công bằng, vô tư các hoàn cảnh không thể thay đổi được là một bằng chứng cụ thể của sức mạnh và sự trưởng thành. Điều này đặc biệt đúng khi chúng ta điều phục tâm mình. Thay đổi thói quen và thái độ ít khi nào có thể xảy ra chỉ sau một đêm, và để thói quen hoặc thái độ mới trở thành không thay đổi thì cần sự bền bỉ và kiên trì. Bởi vì với tất cả sự tự giác, ở đây sự thân thiện và hài hước dành cho một người là phần thưởng lớn lao. Thứ tư là những nỗ lực mang lại niềm vui. Hành động thứ tư mô tả cách mà một người có thể xóa bỏ sự lười nhác, tính tự mãn và cách nhìn sai lầm bằng những phương pháp của nỗ lực mang lại niềm vui. Tuy nhiên, trong thời đại của chúng ta, lười biếng đồng nghĩa với việc chúng ta làm hàng ngàn những việc không quan trọng. Thế giới của chúng ta tràn ngập những hoạt động sôi nổi tới mức chúng ta còn quá ít thời gian cho những việc quan trọng. Năng lực và sự kiên định nội tâm không phải là chìa khóa duy nhất dẫn đến thành công, do sự phát triển chỉ được nhận thấy thông qua việc vượt lên sức ì của chính chúng ta, sự tán thán và những thói quen xấu. Sự phát triển này xuất hiện tại thời điểm chúng ta ở ngoài vùng thoải mái của mình. Nếu một người không trông đợi sự ngợi ca cho những nỗ lực của mình, và nếu một người tự do không vướng vào những cảm xúc của sự quan trọng hoặc chủ nghĩa hoàn hảo, niềm hạnh phúc sâu sắc đầy đủ sẽ hiện lên. Con đường có ý nghĩa duy nhất để tận dụng những điều kiện tốt của một người chính là thực hiện những khả năng tốt nhất của người đó một cách hạnh phúc và một cách vững vàng, với tất cả trách nhiệm mà không có hy vọng hoặc mong đợi nào. Thứ năm là thiền định. Bất cứ ai muốn phát triển những khả năng của mình một cách lâu bền và không muốn là một quả bóng cho cảm xúc và ý nghĩ đã lăn lóc, cần giữ khoảng cách trong tâm. Thiền định tạo nên một không gian và tự do cho ý thức của chúng ta và bắt đầu với việc làm dịu tâm thức và sự phát triển của nhận thức. Thông qua quá trình này,
một người sẽ học cách để trở về với thời điểm hiện tại và quan sát cách mà cảm xúc và ý nghĩ tự trỗi dậy, thay đổi và biến mất đi. Nếu một người đã hiểu rằng nguyên nhân chính để có hạnh phúc nằm trong tâm của chính mình và các điều kiện ngoại cảnh chỉ là biểu hiện của những điều kiện có hại hay có lợi, thì người đó sẽ không thấy những biểu hiện bên ngoài là khổ đau và thay đổi. Tâm trở nên cân bằng, khó bị xáo trộn và sự sáng suốt nội tâm khởi sinh. Chúng ta càng thực hành thiền định, chúng ta càng dễ duy trì góc nhìn tối cao và dựa vào đó mà cư xử trong các tình huống hàng ngày. Những điều dễ thương được xem như là niềm hạnh phúc và những điều khó khăn được xem như là một quá trình học tập và thanh lọc các tội lỗi. Nếu một người trải nghiệm điều gì đó tốt, người đó mong rằng tất cả mọi người đều trải nghiệm điều này hoặc điều gì đó tốt hơn, và một người truyền đạt kinh nghiệm của những tình huống khó khăn cho người khác. Khi một người càng bỏ qua những vấn đề nhỏ và không lấy bản thân làm trung tâm và làm bạn với bất kỳ điều gì theo một cách cởi mở, không sợ hãi, người đó càng hiểu rằng làm điều tốt là một chuyện rất tự nhiên. Thêm vào đó, thiền định tạo nên những ấn tượng tốt sâu xa hơn trong tâm và do đó là một điều kiện đặc biệt cho sự phát triển của tuệ giác. Thứ sáu là tuệ giác. Sự phát triển tâm trí được đánh dấu bằng hai bước, đôi khi được mô tả như là sự tạo thành của hai sự tích tụ. Sự phát triển của những ấn tượng tốt trong tâm và sự phát triển sâu sắc của tuệ giác. Những ấn tượng tốt đẹp không giới hạn được lưu chứa trong tâm thông qua những ý nghĩ, lời nói và hành động có ý nghĩa. Và tại điểm này, tâm đạt tới một mức độ của bình an. Tại đây, những tư tưởng và cảm xúc bất an có thể được giải tỏa bằng cách ít chú tâm tới chúng ngay khi chúng trở nên rõ rệt và đồng thời duy trì một thái độ tốt. Chất lượng của những ấn tượng tốt cho phép một bước nhảy vọt về chất lượng. Khi những khả năng bị kìm hãm bởi những trạng thái nội tại cứng nhắc được giải phóng, một người hiểu được bản chất của sự vật một cách trực giác và rõ ràng, người đó nhận ra rằng thực tế là chủ thể, vật thể và hành động là những phần của cùng một tổng thể. Từ đó, tuệ giác là sự thể hiện tự phát của tâm. Nếu vượt thoát ra khỏi tất cả mọi giới hạn, thuộc tính không có điều kiện của sự không sợ hãi, an lạc và lòng từ bi sẽ được biểu lộ. Sự hiểu biết này giải thoát tất cả mọi hành động từ bất kỳ sự hẹp hòi nào và biến nó thành không thể sử dụng cho sự khuếch đại của các nguyên mẫu lấy bản thân làm trung tâm. Nếu một người kết hợp cả sáu hoạt động này, từng bước đưa nó trở thành một thói quen trong đời sống hàng ngày của một người, thì sau đó đời sống bắt đầu bằng chính nó và sẽ ngày càng trở nên có định hướng, hướng về lợi lạc của tất cả chúng sinh. Đời sống của một người bắt đầu có nhiều ý nghĩa hơn và người đó càng mang lại nhiều lợi ích cho thế giới. Do đó câu hỏi không phải là liệu một người có liên quan vào sự hối hả của đời sống hàng ngày hay không, mà là liên quan như thế nào. Có những việc người ta cứ ngỡ là có, nhưng chính lại là không. Hoặc những chuyện người ta cho là không bao giờ có thể có, nhưng trên thực tế là có. Tại sao vậy? Kính mời quý Phật tử và các bạn cùng nghe lời Phật dạy giữa có và không. Thưa các bạn, có và không đến rồi đi, cứ lặp đi lặp lại như một dòng xoáy bất tận. Trong cuộc sống thường ngày, chữ có và chữ không, thực sự chúng chỉ là những thứ phổ biến bình thường, tìm thấy rất nhiều thông qua việc dùng năm giác quan của con người. Chữ có và chữ không thường được xem như là hai từ trái nghĩa, bởi vì chúng có khả năng làm nổi bật sự đối lập giữa hai mặt hay hai đối tượng nào đó một cách rõ rệt. Thí dụ, có xa không? Không có xa.
theo sự sử dụng ngôn ngữ, chữ có được người ta dùng để chỉ định cho những trạng thái tồn tại nào đó giữa con người và các vạn vật trong thiên nhiên qua nhiều lĩnh vực khác nhau. Chữ không thường được dùng để biểu thị cho ý phủ định theo một cách nói chung chung trong những sinh hoạt thường nhật của nhân loại. Tuy nhiên, chữ không cũng có những nghĩa khác nhau tùy theo cách dùng riêng qua dạng danh từ, phụ từ hay là tính từ. Có và không luôn nằm trong một mối liên hệ với nhau để tạo nên đời sống phát triển trong xã hội hiện hữu của con người. Có và không giống như một cái bánh xe quay. Mỗi điểm của bánh xe đang lăn khi tiếp xúc với mặt đường được hiểu là như cái đến, sự hình thành, sự có mặt. Và khi những điểm tiếp xúc với mặt đường mà vòng quay của bánh xe đã vượt qua thì được xem là cái đi, cái mất. Và cái điểm tiếp xúc của bánh xe đang lăn trên đường sinh ra sau khi cái điểm tiếp xúc hiện tại kết thúc, đó là sự tái sinh theo chu kỳ. Nhờ vào sự đối chiếu giữa cái có và cái không của vạn vật, bằng cái nhìn, cái nghe thường nghiệm và sự hiểu biết am tường về chân tướng của vũ trụ nhân sinh, thì con người ta có thể nhận định rõ một cái không thật trong thế giới hiện hữu của họ. Điều này có thể chứng minh qua tâm kinh hay thập nhị nhân duyên của nhà Phật. Nếu có giây phút nào dừng lại để nhìn, để nghe và suy xét tận tường, thì mới thấy sự tồn tại thường ngày của vạn vật thường xuyên biến đổi trong đời sống và ngay chính cả bản thân mình. Đó là luật tự nhiên đã có trong bản chất của sự vật. Tất cả vạn vật được tồn tại hay bị biến thái cũng đều tùy thuộc vào các điều kiện tương trợ tổng hợp khác nhau. Bằng những yếu tố chung hoặc những yếu tố riêng trong các nhóm cá thể tụ hội lại và tác động với nhau trong từng khoảnh khắc và cứ liên tục xoay vòng không dừng. Qua hình ảnh của hột lúa và cây lúa hay là bóng trăng đáy nước, nhìn thấy có nhưng không thực, chỉ là một sự giả hợp do sự kết hợp của nhiều nhân duyên tạo thành. Chính nó không có tự tánh, không có chủ thể, cho nên tất cả các pháp từ vô tình đến hữu hình đều dây mượn nhau, hỗ trợ nhau, nương tựa nhau mà sinh khởi và tồn tại. Đúng như lời của Đức Phật nói trong Kinh A Hàm: cái này có nên cái kia có, cái này không có nên cái kia không có, cái này sinh nên cái kia sinh, cái này diệt nên cái kia diệt. Khi biết và hiểu được lý này, thì giữa có và không trong đời sống còn nhiều điều thú vị để tìm hiểu và học hỏi. Hòa nhập mà không ô hợp, học Phật mà ứng dụng vào đời. Thưa các bạn, hiện nay chúng ta đang nói nhiều về sự hòa nhập và hội nhập. Hãy nghe đôi lời Phật dạy về vấn đề này để có thêm sự sáng suốt trong lựa chọn cách thức và phương hướng của cuộc đời. Phật giáo cho rằng trong quá trình đối nhân xử thế, chúng ta cần hòa nhập, nhưng ngàn vạn lần không được ô hợp chính mình. Cần phải hòa đồng, nhưng tuyệt đối không nên cá mè một lứa. Trên thế gian này, phức tạp nhất là lòng người, đơn giản nhất cũng là lòng người. Có đủ kiểu người, tốt, xấu, trắng, đen, phải đối mặt với đủ tình huống, khó có thể phân rõ phải trái. Thí dụ như gặp những người lòng dạ đen tối, làm nhiều chuyện xấu xa, nhưng lại có quyền có thế, giàu có thủ đoạn, ta không thể đối phó nổi, vậy thì phải làm sao? Hãy nghe lời của Phật dạy, hòa nhập nhưng không ô hợp, hòa tan nhưng không đánh mất mình. Vậy như thế nào là hòa nhập? Đó chính là đối xử tốt như người khác, thiện lương như người khác một cách bình đẳng, không làm hại ai và cũng không thù ghét ai, đem tâm từ bi mà xử thế. Như thế nào là không ô hợp? Tức là không cùng người khác làm chuyện xấu, giữ vững bản thân trước cám dỗ, biết điều gì nên làm và không nên làm, tự trọng mà tu tâm. Phật dạy làm người
quan trọng nhất chính là có nguyên tắc. Nếu không có nguyên tắc, rất nhanh sẽ đi sai hướng lạc lối, đánh mất chính mình. Nhưng không áp đặt nguyên tắc của mình lên người khác, không cho rằng mình nhất nhất là đúng, còn người khác đi đường ngang ngõ tắt là sai. Bao dung và thấu hiểu, chân tâm và vị tha, ấy mới chính là đạo. Con người sống giữa dòng luân hồi, chỉ có tự mình điều khiển được mình thì mới có thể hạnh phúc và thanh thản được. Giống như đóa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Khi tâm đã thanh, lòng đã tịnh, miễn nhiễm với xấu xa, tội ác và phiền não, hiểu hết thải luân hồi nhân sinh, gạt bỏ tham, sân si, thì chính là hòa nhập mà không ô hợp. Tâm linh ứng vào đời sống, đơn giản mà sâu sắc. Đừng lãng phí thời gian quý báu. Chúng ta nên làm gì để không sống uổng một đời? Nhân tại ái dục chi trung, độc sanh độc tử, độc khứ độc lai. Câu này có nghĩa là con người sống trong ái dục, sống một mình, chết một mình, đến một mình, đi một mình. Lúc lâm chung, ân ái biệt ly như vậy, vừa vĩnh biệt xong thay hình đổi dạng, lúc gặp lại cũng không còn nhận ra nhau. Sau khi thực sự giác ngộ thì biết rằng việc này vẫn là công giả tràng, đời người như mộng, chẳng qua chỉ là một giấc mộng mà thôi. Chúng ta bình thường thời gian nằm mộng ngắn, còn giấc mộng này thì dài hơn một chút. Cái thân hiện tại cũng là không, không thể có mãi được. Nếu đời trước tu phước thì đời này hưởng thụ giàu sang, tức là mơ một giấc mộng đẹp. Đời trước không tu phước, đời này oan gia trái chủ rất nhiều, thì là một cơn ác mộng. Sự thật là vậy, phải thực sự giác ngộ, phải thực sự cảnh giác. Nếu chúng ta có thể xem thế gian này như là một giấc mộng, trong mộng là giác ngộ, ta đang nằm mộng, thì tất cả cảnh thuận nghịch gì cũng tự nhiên, không tính toán chi cả. Lúc được cũng không vui vẻ đắc ý, khi mất cũng chẳng chi phiền não. Vì là giả mà, giấc mộng mà, đâu phải là thật đâu. Chúng ta phải làm việc tốt, phải mơ giấc mộng đẹp, phải làm cho mộng đẹp biến thành sự thật. Chỉ có niệm A-di-đà Phật cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc mới là cách để mơ giấc mộng đẹp. Giấc mộng đẹp này sẽ thành sự thật. Tuổi thọ con người ở trên đời rất là ngắn ngủi, nhất là ở vào thời loạn, có rất nhiều tai nạn bất ngờ. Ai cũng không thể chắc chắn là mình có thể sống được bao nhiêu năm. Biết được điều này, sẽ có một ngày liền cố gắng niệm câu Phật hiệu này. Sẽ có một ngày liền nghiêm túc bỏ tất cả việc ác, tu tất cả việc thiện. Có như vậy thì trong thời loạn này mới có thể thực sự tiêu tai giải nạn, thực sự có thể giúp bản thân mình một đời này được sanh về tịnh độ thì mới không sống uổng một cuộc đời. Muốn thoát khỏi thời loạn, cái quý báu nhất là thời gian. Phải dùng thời gian quý báu này làm những việc chính đáng. Việc chính đáng đó chính là niệm Phật. Đừng lãng phí thời gian quý báu này. Đây mới là một người thực sự giác ngộ. Muốn trọn đời bình an suôn sẻ, hãy học cách sống như nước. Thưa các bạn, người xưa có câu: nước chảy cuối dòng thành thác nước, người đến cùng đường người hồi sinh. Muốn an yên, hãy học cách sống như nước. Cuộc sống vốn không phải chỉ là một màu hồng, không phải lúc nào cũng được như ý muốn. Nhưng khi ở trong gian nan ấy, chính tâm thái của chúng ta sẽ quyết định hướng nào ta đi, đích nào ta muốn đến. Dù là đường cùng, vẫn sẽ có lối cho chúng ta qua. Con đường nhân sinh không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Trên con đường ấy, rất có thể bạn gặp phải những hoàn cảnh trớ trêu bế tắc, thậm chí đưa bạn đến bước đường cùng. Đường cùng không chỉ là một khoảng cách hay một lần thử thách, mà nó còn là một bước ngoặt, một lần tỉnh ngộ và thăng hoa.
Nó đến để khảo nghiệm sức chịu đựng và ý chí của con người. Mỗi lần gặp nghịch cảnh là một lần hiểu thêm được nhiều điều trong cuộc sống này, là một lần biết dũng cảm vượt qua. Nếu có thể bước qua khỏi đường cùng ấy thì mọi thứ sẽ liền sáng rõ. Cũng giống như sơn trùng thủy phục nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hữu nhất thôn. Có nghĩa là núi cùng nước tận, cứ nghĩ rằng hết đường đi, qua rặng liễu tối, tới khóm hoa tươi hiện ra một thôn làng. Nhân sinh tựa như chén nước, muốn trọn vẹn thật khó lắm thay. Cùng một chén nước có người thấy nó vơi, nhưng có người lại thấy nó đầy. Nếu bạn chỉ thấy chén nước vơi, có nghĩa là bạn đã dứt bỏ niềm vui và đang tự dằn vặt mình rồi đó. Bí quyết của niềm vui là hạnh phúc nằm ở chỗ nhìn thấy chén nước dù vơi hay đầy cũng đều tận hưởng chén nước mà mình đang có. Học được cách sống như nước sẽ khiến cho bản thân luôn an vui, hạnh phúc, không tranh giành. Lão Tử nói: Thượng thiện nhược thủy, thủy thiện lợi vạn vật, phù duy bất tranh, cố vô ưu. Tức là nước là tốt nhất, nước đem lại lợi ích cho muôn vật mà lại không tranh giành. Đặc tính của nước là tồn tại. Vì vạn vật không tranh giành cao thấp, cũng không tự cho mình là hiểu biết, lại không khoe khoang bản thân, bởi vì không tranh giành nên nó không có oán hận âu lo. Về vô ngã, đại đạo rộng lớn như mặt nước, không chỗ nào không chạy đến. Vạn vật đều dựa vào nó mà tồn tại, sinh trưởng. Tuy nhiên, nước lại không hề chối từ trách nhiệm, đem mình kính dâng cho tự nhiên mà không đòi hỏi bất cứ sự đền đáp nào. Hạ mình ở chỗ thấp là có thể cùng một chỗ với quảng đại quần chúng, hấp thụ thêm nhiều dinh dưỡng để làm phong phú bản thân. Cổ nhân nói: Thiện dụng nhân giả, vị chi hạ. Tức là khéo dùng người thì cần hạ mình ở dưới người. Về sự mềm mại, thiên hạ không có gì mềm mại bằng nước, mà cũng không có gì có sức công phá hơn được nước. Bởi vì mềm mỏng là thể hiện của sức mạnh sinh mệnh. Trong sách Bảo Phát Tử, phần ngoại thiên của tác giả Cát Hồng đã nói: Kim dĩ cương chiết, thủy dĩ nhu toàn. Có ý rằng kim loại vì cứng mà gãy, nước nhờ mềm mà lại vẹn toàn. Về tính vị tha, nước được xưng là có lòng bao dung, vĩ đại. Bất luận là ân quán đúng sai, vô luận là giọt nước ở sông lớn hay dòng suối nhỏ, đều có thể như Lâm Tắc Tử, tướng nhà Thanh đã nói: Hải nạp bách xuyên, hữu dụng nải đại, bích lập thiên nhân, vô dục tắc cương. Ý nói là biển lớn dung nạp trăm nghìn dòng sông, tấm lòng bao dung mới có thể trở nên vĩ đại. Vách núi nghìn trượng sừng sững, không mang dục vọng thì có thể giữ mình cương trực. Nước nó không cố chấp, không cao ngạo, tự cao tự đại. Nước có thể làm lật thuyền, mà cũng có thể nâng thuyền. Nước có trăm điều thiện, mà không một điều dối lừa. Nước thật quá hữu dụng. Ngẫm nhân sinh, thời thế và bảy chữ, đại diện của bảy loại trí tuệ lớn. Đã sống rồi mới thấy, đời là bể khổ. Con người sống trên thế gian cũng chỉ là tạm bợ, càng phải trải qua gian khổ. Biết buông bỏ, lương thiện thì mới biết trân quý cuộc sống này. Lời dạy của Đức Phật về cuộc sống không phức tạp mà ngắn gọn sâu sắc bằng bảy chữ, chúng ta có thể thấm thía và sống đời an nhiên. Đó là lời khuyên về lòng từ bi, lòng nhân ái, lòng tu tâm, lòng nhẫn nại, lòng kiên trì, sự kiên định, lòng hy vọng. Quý Phật tử và quý khán thính giả thân mến, trong mỗi khoảnh khắc của cuộc sống, hãy nhớ rằng lắng nghe những lời dạy của Phật
để biết cách sống một cách ý nghĩa, an nhiên. Hãy mang trong lòng những giá trị lớn lao nhất. Hãy truyền đi tinh thần của lòng từ bi, sự nhẫn nại cho mỗi người xung quanh. Chỉ khi làm vậy, chúng ta mới thực sự có thể tìm thấy niềm vui và ý nghĩa trong cuộc sống này. 1. Khổ, trời không phụ lòng người. Lời Phật dạy, cuộc đời muôn vẻ, điều khó nói ra nhất là khổ, cái khó chịu đựng nhất cũng là khổ. Con người sống trên thế gian chẳng được như ý, buồn bã cõi hồng trần cần phải rèn giũa mình. Có người nào bước ra từ cái khổ? Ai dám nói mình chưa hề biết khổ đau là gì? Con người thường chịu khổ một trận, nhưng sẽ không chịu khổ cả đời. Hãy thẳng thắn đối mặt thì cái khổ cuối cùng sẽ thành tựu hạnh phúc. Không nên cố tình tạo ra, phóng đại cái khổ. Biển khổ vô biên, quay đầu là bờ. Nếu không, cuộc đời chỉ là đống gạch đá vụn. Không nên coi khổ là vận xui, lấy khổ làm vui. Trong khổ vốn đã có mầm vui rồi. Đời người luôn luôn có cả niềm vui lẫn nỗi khổ. 2. Nhẫn, có một lưỡi dao trong chữ nhẫn. Học một điều thôi có thể sinh trăm phúc, nghênh vạn lành. Người ôm chí lớn mới biết nhẫn, xả bỏ những phân tranh vô vị trước mắt, lặng lặng nỗ lực tiến lên vì mục tiêu của mình. Người có tầm nhìn xa trông rộng mới có thể nhẫn. Họ vui thú thưởng thức các vì sao mỹ lệ trên bầu trời, nên nhẫn chịu trước mũi đốt kiến cắn. Nhẫn không phải là nhu nhược, cũng không phải là vô dụng. Nhẫn là sức mạnh, tư tưởng, từ bi, là trí tuệ và là nghệ thuật. Nhẫn nhất thời, trời yên biển lặng. Lùi một bước, biển rộng trời cao. Nhẫn biến binh đao trở thành ngọc lụa, gặp nhau cười sạch hết ân cừu. Nhẫn khiến việc lớn hóa thành việc nhỏ, khiến việc nhỏ trở thành vô sự. Trong lòng không chứa việc, trong tâm không áp lực, ăn sẽ ngon, ngủ sẽ yên, người sẽ khỏe mạnh, cuộc đời sẽ hạnh phúc. 3. Vui, một nụ cười đổi bằng 10 năm tuổi trẻ. Người coi trọng cuộc sống thế tục thì chẳng thể sống vui vẻ nổi. Người xưa sống với suối, đá, trúc, hoa, bàn với thi tửu, thư kỳ, say mê chữ nghĩa cổ kim, vui thích đàm đào hát ca. Đi thì đến với danh sơn đại xuyên, trèo cao trong xa, cầu hiền tìm bạn, tình ý lâu bền. Trong các hoạt động chẳng dính dáng gì đến công danh lợi lộc kia, niềm vui luôn song hành cùng cuộc sống. Những khoảng thời gian vui vẻ này là một trong những lý do quan trọng nhất người xưa vui vẻ sống với đời. Cuộc sống hiện đại bận rộn ngày nay căng thẳng hơn người xưa rất nhiều, nhưng vẫn cứ nên học tâm pháp vui vẻ của người xưa. 4. Động, người chuyển động thì sống, cây di động thì chết. Lắng nghe lời Phật dạy, động có thể dưỡng sinh, sinh mệnh tồn tại ở vận động. Nước chảy luôn động nên không bị hôi thối, then cửa luôn động không bị mói mọt. Con người giữ trạng thái động, đừng ăn vật với hiện trạng, chịu khuất phục. Ăn vật khiến cho tâm hồn chết đi, chi bằng hãy phấn chấn mà chống lại nó. Cùng thì suy nghĩ thay đổi, người tìm đến chỗ cao, nước chảy về chỗ thấp. Hãy công phá những thói quen đã quá quen thuộc của mình, dám bước ra khỏi cái lòng quen thuộc, tìm điểm nghỉ ngơi mới.
nơi mới có nghĩa là khởi đầu mới. 5. Tỉnh. Tỉnh để tu thân dưỡng đức. Dưỡng tâm cần phải tỉnh. Tỉnh có thể sinh ra trí tuệ. Sách viết: tỉnh thì được, nóng nảy thì mất. Tỉnh không phải là một sự ước thúc để yêu ghét không lộ ra nét mặt, cũng không phải là tâm địa thâm trầm không hiển lộ. Tỉnh chân chính là cuộc sống có mục tiêu, có truy cầu chân chính. Để thực hiện mục tiêu cuộc đời mà mình đã đặt ra, kiên định không gì có thể lay chuyển nổi. Làm việc nghĩa chẳng quay đầu nghĩ lại. Tỉnh chân chính là vứt bỏ hết tâm nóng vội, đứng núi này trông núi kia, là không truy cầu những ảo tưởng mơ hồ mịt mù, không thiết thực, không có tạp niệm tà niệm trong vô vàn dụ dỗ mê hoặc của thanh sắc hưởng lạc, không vì sai lầm của một niệm của mình mà nuốt hận cả đời. 6. Thiện. Người thiện lương được lâu bền. Kinh dịch có viết: tịch thiện chi gia, tất hữu dư khánh. Tịch biến thiện chi gia, tất hữu dư ương. Có nghĩa là gia đình tích thiện, ắt sẽ có đầy may mắn phúc lành. Gia đình tích bất thiện, ắt có đầy tai ương. Người xưa thường nói: nhân giả đa thọ, nghĩa là những người nhân đức thì sẽ được trường thọ. Trong dân gian cũng thường nói: thiện có thiện báo, ác có ác báo. Lời Phật dạy thiện với người, suy cho cùng cũng chính là thiện với chính mình. Chỉ có tâm địa thuần khiết, không ác ý với người, mới có thể giữ được cái tâm thiện lương. Mà lời nói cử chỉ, hành vi từ cái tâm thiện lương này lại khiến cho thân tâm được thọ ích càng nhiều, cuối cùng nhận được báo đáp thiện. Do đó, vui vẻ thiện đãi cuộc sống, thiện đãi người khác, thiện đãi bản thân, luôn mỉm cười dụng tâm sống mỗi ngày, có lẽ cũng chính là ý nghĩa đích thực của đời sống. 7. Ngộ. Phồn hoa cuối cùng cũng hư không. Thế gian phồn hoa chỉ là hiện tượng bề ngoài, hết thảy đều sẽ đi vào tĩnh lặng hư không. Bình thản đối đãi với được mất, lắng nhìn hết thảy phồn hoa, đối diện với cõi hồng trần huyền náo bằng một tâm thái khoáng đạt thoát tục, đó lẽ chăng phải là sự tỉnh ngộ. Ngộ là một loại tu sửa, sau khi có đủ lịch duyệt, trải đầy gió sương, chuyển mình hoa lệ. Chuyển mình quyết không phải là rút lui, ảm đạm, mà là một lần niết bàn tái sinh giữa đường đời. Trải qua một phen rèn luyện cái tâm trần tục, chuyển mình sẽ càng ung dung, bình thản, đối diện với hết thảy, nắm bắt hết thảy, cuộc đời thăng hoa.